Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Hello mọi người, mình đang ở cùng với trợ lý của mình. Mình có một em trợ lý nữa nhưng mà bây giờ em chưa có mặt ở đây. Tại vì sao? Vì là ngày hôm nay là sinh nhật của một bé trợ lý nữa của mình. Nghe, bọn mình đã chuẩn bị sẵn một cái bánh ở đây. Đó, chuẩn bị sẵn. Còn đây là khách tham dự nhưng mà có vẻ là hơi một chiếc mèo. Sao mình lại sợ đấy của nó nhỉ? Biến thái quá. Ngày mai thì mình sẽ được đi một cái party private của TikTok. Đấy, trời ơi. Đấy, thì mai mình sẽ đi vào Sài Gòn. Đó, ngày mai mới là sinh nhật của em trợ lý của mình cơ. Thế nhưng mà, đấy, ngày mai mình không ở đây. Nhưng mà hôm nay sẽ tổ chức sớm luôn. Với cả là cũng nên cho nó cái ngày sinh nhật của nó để nó đi chơi với ai đấy chứ, đúng không? Không thể nào mà ích kỷ được. Ngày mai mình đi Sài Gòn thì mình sẽ quay vlog cho mọi người xem là mình sẽ làm những gì ở Sài Gòn. Thực ra là mình đi có một ngày thôi nhưng mà lần này là mình đi một mình. Chưa bao giờ mình đi một mình cả. Kiểu gì thì mình sẽ có bạn đi cùng hoặc là trợ lý đi cùng gì đấy. Nhưng mà lần này mình sẽ solo. Wow. Giấu bánh vào đây. Để tí nữa là... Ui! Tí nữa là ui! Nó dính vào đây. Thôi cái bánh ấy sao không hiểu. Nó dính ở mọi mặt trận luôn đấy. Rồi cứ để tạo vào đây nha. Để giấu vào đây. Tí nữa mình sẽ lôi ra. Happy birthday! Happy birthday! Rồi làm vui. Nó biết rồi. Em tuổi 21 thật là tỏa sáng nha. Yeah. Con mèo này hay không ú lắm. Nó rung không? Kiểu nó chỉ chuyên là nó có nhái đỏ không chứ? Không không. Giờ quá. Later. Ok, mình vừa mới tổ chức sinh nhật cho bé trợ lý của mình rồi thì giờ là mình sẽ đi ra ngoài. Mình sẽ đi ra Yonmore ở Long Biên để mình pick một vài những cái túi và cái giày bởi vì là Brian tặng cho mình. Thế là mình sẽ đến pick đồ. Sau pick đồ xong thì mình sẽ cho tìm một cái quán cà phê nào đấy để ngồi làm nốt những cái việc cần phải làm trước khi đi Sài Gòn. Thực ra mình đi có một ngày thôi nhưng mà vì mình còn quá nhiều việc sau khi bị Covid lần hai nó còn tồn lại. Nên là đấy, mình sẽ phải chiến đấu với nó trước khi mình đi Sài Gòn. Ok, đi thôi. Mình có một sở thích rất to lớn với việc vào trung tâm thương mại và đắm chìm vào những lựa chọn ấy. Mặc dù là có thể không mua gì thì nhưng mà mình rất thích cảm giác được nhìn những cái kệ hàng mà người ta xếp kiểu ngăn nắp đẹp đẽ. Hôm nay thì mình ra store của Charles & Keith và được chọn một mẫu túi và một mẫu giày vì mấy hôm trước là mình có job với hãng thì nên là được hãng cho voucher mua sắm ở đây. Cũng may lần này ra thì đúng lúc ở store có mấy bộ sưu tập mới thì nên là mình cũng chọn được mấy mẫu xinh phết. Xong rồi mình lượn lờ qua Muji để mua sổ và bút. Từ ngày viết bút và sổ Muji là mình không dùng được sổ những bên khác nữa bởi vì là cái chất giấy rất là thích và mình rất thích cái bút bi màu nâu ở đây nữa. Kiểu mỗi lần qua Muji là mình đều lượn lờ rất là lâu ấy. Mình thử hết bút này, xong thử hết sổ kia, xong là qua quầy bán chăn ga gối này, lượn qua chỗ bán mấy bộ pyjama mà mình thích. Ê mà thực sự là mình rất thích mấy mẫu pyjama ở Muji nhá. Trông mấy cái tông màu nó rất là ấm áp và kiểu vừa mắt mình ấy. Nhưng mà kiểu hơn 1 triệu cho một bộ đồ ngủ thì mình vẫn thấy là hơi quá nha. Thế nên là mình vẫn chưa mua. Hello mọi người, mình đã pick được đồ xong rồi. Đây, mình đã pick được một cái túi và một cái giày. Một cái giày, một đôi giày. Thì tự nhiên cơ hứng muốn kể chuyện cho mọi người. Mình tự nhiên mình nhớ lại là hồi cách đây 3 năm trước là hồi mình 19 tuổi ấy. Thì đối với mình kiểu cái brand này Charles & Keith vẫn là một cái thương hiệu đối với mình nó rất là đắt đỏ. 2 triệu cho một cái túi mình vẫn cảm thấy nó khá là đắt. Thế nhưng mà
cho đến 3 năm sau thì không những là mình đủ tiền mua túi mà mình còn được quen gửi tặng túi nữa, thì mình cảm thấy là thực ra là từ trước đến nay mình cũng cố gắng đấy chứ, mình cũng đạt được một cái điều gì đấy chứ, nên là cảm thấy là cũng hơi vui vui, không phải tự mãn nhưng kiểu hơi vui vui, hơi tự hào một chút, kiểu mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Thì ngày hôm nay mình cũng đã được những cái brand như này, những cái brand ngày xưa mình thích gửi tặng đồ nhá. Thế mình nghĩ là hôm nay là một ngày khá là vui của mình. Chắc là mình sẽ đi về chung cư của mình và làm một vài thứ, sau đó pack đồ để chuẩn bị là ngày mai đi ra sân bay. The next day. Đây là mình đang bày đồ ra để quay TikTok ấy mọi người. Đấy, bày đồ ra bởi vì là cái sofa của mình nó không để vừa chỗ để mình bày đồ ấy. Mình đang làm một cái video là mình mang gì khi đi công tác ấy. Đấy, phải bày nó ra như này. Em đang muốn đặt một đôi len để ship gấp luôn trong ngày bây giờ luôn ấy. Trong vòng một tiếng nữa thì có ship được không ạ? Mình đi sự kiện nhưng mà mình quên không mang len đi. Chẳng lẽ make up xong kiểu xinh đẹp các thứ sao lại đeo kính? Ly kỳ. Giờ mình phải đặt len. Xem đồ ăn đã ra rồi mọi người ơi. Ôi, một bát to khủng khiếp. Nó to lắm, đây là bàn tay của mình. Mọi người không? Nó to dã man luôn đấy. Thầy người ta cho rất nhiều đồ ăn chua ăn kèm nữa. Cái quán mì lạnh này là mình xem theo review trên TikTok. Cái hotel mà mình ở thì nó là ở quận 7, thế nên là mình chỉ search cái món nổi tiếng ở quận này thôi. Thì chủ yếu là nó ra đồ Hàn ấy. Đây cũng là lần đầu mình ăn thử cái món mì lạnh này và mình đọc review thì thấy là mọi người sẽ có hai cái trường phái. Một là rất rất thích và hai là không hợp và không bao giờ ăn lại. Thì chắc mình là kiểu thứ hai. Cái vị nó giống như kiểu mình ăn miến phiên bản chua và lạnh ấy. Mình cảm nhận được rất nhiều vị chua trong nước dùng và mình thì không phải là một cái đứa khoái ăn chua cho lắm. Xong là mình có gọi thêm một đĩa thịt nướng nữa để ăn cùng. Thì may là cái món này nó gỡ lại được. Yeah, mình thích ăn thịt mỡ mà. Thịt có mỡ là làm mình vui rồi. À, có một điểm cộng là ở đây người ta sẽ cho một bình nước lọc free siêu to nha. Mình chính xác là cái đứa đi ăn sẽ không bao giờ gọi coca, mà mình sẽ luôn gọi nước suối và nước chanh, kiểu để dành bụng ăn cho nó nhiều ấy. Dù ở Sài Gòn hay Hà Nội thì tôi vẫn sẽ có cà phê. Mình vừa đã đặt được len rồi đây. Mình đặt một đôi len có tên là KOL Grey. Nếu mọi người xem đến đây thì hãy comment cho mình biết loại đồ uống nào mà mọi người thích nhất ở Highland nhé. Thật ra là mình không có một cái loại đồ uống nào mà kiểu thích nhất ở Highland cả, bởi vì là tổng qua là mình khá là thích hầu hết cả cái menu của Highland, ngoại trừ mấy cái trà ra, mình rất ít khi uống trà ấy. Nên là mình sẽ hay thích uống cà phê này, hay là mấy cái đồ đá xay mình cũng khá là thích. Bây giờ lại mọi người thấy mọi người hay tẩy lông mày nhiều ghê á. Tao mỏ được vậy, em nghĩ là kiểu em mà mất cái lông mày thành một cái màu nhạt chắc là nó sẽ... Thôi đi, chứ khó chạy, chạy cái gì cũng chưa không cay luôn á. Xinh không chị? Không. Xinh thế nhở? Trời ơi, lông mi á mọi người, lông mi thật nha. Góc mặt bên nào? Góc mặt bên này ạ. Đây ạ, bên phần mũi á chị. Ok, và mình đã make up xong rồi đây. Và giờ chúng mình sẽ đi nha. Mình đã chơi túi hôm qua mình đã pick này. Giờ mình sẽ mang cả cái túi mới này và đôi giày mới này đi luôn. Hôm nay mình sẽ mặc đồ như thế này. Trông nó hơi công sở nhỉ, nhưng mà mình không nghĩ ra được bộ gì khác. Đó, mình sẽ mặc theo kiểu doanh nhân chưa thành đạt lắm. Cái party hôm nay mình đi thì là sinh nhật 2 năm của Learn on TikTok. Cũng khá là may mắn bởi vì được là một trong 200 bạn creator được tham dự cái party này. Mỗi lần được đi như này là mình cảm thấy tràn đầy cảm hứng trong việc sáng tạo. Được gặp anh chị em trong nghề này, được nghe mọi người chia sẻ về kinh nghiệm làm nội dung. Đi xong những cái buổi như này thì mình đều cảm thấy là rất là tràn đầy cảm hứng để bắt tay làm những cái điều mới. Sự kiện được tổ chức ở ngoài trời thế nhưng mà không may là lại gặp mưa, nên là ban tổ chức đã phải chuẩn bị ô cho mọi người. Mà nhìn trông cũng lãng mạn ha. Bây giờ đang là 8 giờ tối và cái sự kiện này nó vẫn chưa kết thúc, phải đến 10 giờ tối nay thì nó mới kết thúc cơ. Nhưng mà mọi người nhìn cái tình trạng của mình này. Mình uốn tóc xoăn xong rồi mình xịt gôm các kiểu, xong cuối cùng tóc mình nó thẳng đuột
như thế này. Bởi vì thời tiết ngày hôm nay nó rất là ẩm và nó mưa ấy, thế là mình tao mình cũng không thể giữ nét được. Ấy, nhưng mà hôm nay rất là vui luôn ý, hôm nay kiểu rất là vui được gặp mọi người, nói chuyện mọi người rất là vui. Mọi người đều rất là đẹp, rất là lộng lẫy, xong kiểu rất là giỏi ấy. Nên hôm nay mình kiểu cực kỳ vui, cực kỳ phấn khích. Rất mê. Sau tiết mục chia sẻ và trao giải xong thì còn có DJ Cu Khung và chị Thùy Minh đến biểu diễn nữa. Nói chung là ngày hôm đấy mọi người đều rất là cháy và quẩy cực kỳ nhiệt tình suốt mấy tiếng đồng hồ dưới mưa luôn. Mình thì vốn là cái đứa ham vui rồi thì làm sao mình đứng ngoài được. Thế nhưng mà sau đấy nó có một cái chuyện không ổn lắm đã xảy ra mọi người ạ. Nha, mọi người đã thấy là một buổi tối rất là cháy đúng không? Thế nhưng mà thật sự thì đây, mình vừa mới phải truyền đường mà các bạn ạ, mình phải truyền đường vì mình bị tụt huyết áp ấy. Chẳng hiểu sao tự nhiên mình mất mấy cái footage của đoạn này. Thế nhưng mà đấy, mình ăn uống không tử tế, xong là quẩy cả ngày nên là bị tụt đường huyết ngay ở sự kiện. Thế nên là bài học sưng máu ở đây, ăn cho no đi rồi làm gì thì làm. Ngay khi về Hà Nội thì mình quay cuồng suốt mấy tuần liền để giải quyết công việc, đi quay chụp suốt ngày, thế nên là nhiều lúc mình thấy nó hơi quá tải một chút. Nên là hôm đấy là mình quyết định là dành một ngày để chậm lại và không ép bản thân mình quá. Mình mặc đồ xinh đẹp này, xịt nước hoa, xong rồi đi tìm một cái quán cà phê nào đó đẹp đẹp để ngồi, thay đổi góc làm việc một chút. Có những cái lúc mà chúng mình bị burn out và cảm thấy rất chán cái công việc nhưng mà không thể dừng lại được, thì cái cách mà mình làm đó là mình chậm lại một chút, giảm bớt áp lực cho bản thân bằng cách là chỉ tập trung làm một điều thật tốt trong ngày thôi. Không cần áp lực là mình phải năng suất ra sao, cứ chậm lại và mình sẽ từ từ giải quyết được hết mọi chuyện. Ngồi làm một lúc thì mình đi bộ ra một shop quần áo gần đó để pick cái chân váy mà mình đã tăng tia lúc mà ở đây ra bộ sưu tập mới. Nói đây này các bạn, mình rất là mê mấy cái tông màu kẻ như này ấy. Trước là mình còn phải đi săn đồ second hand thì mới có mấy cái màu kẻ tối tối như thế này. Hôm nay thì ngày hôm nay thì mình cũng khá là nhiều việc đấy. Ngày hôm nay thì sáng nay mình sẽ đi qua nhà Miha để mình quay giúp Miha cái video nhuộm tóc với bạn thân ấy. Thì chắc là mình cũng sẽ dẫn mọi người đi theo cùng với mình để xem là bọn mình sẽ nhuộm tóc cho nhau như thế nào. Em có thể luôn, mình cũng rất là thèm được nhuộm tóc rồi đấy mọi người. Ngày hôm nay outfit của mình nó sẽ đen xì xì như thế này. Đây là một biểu hiện cho cái việc là sắp đi nhuộm tóc cho người khác. Mình đến nhà Miha rồi đây. Miha sắp chuyển nhà mới rồi các bạn ạ. Sắp không còn ngả ngố ở đây nữa rồi. Ngả ngố là gì đấy? Ngả ngố là gì? Không biết sao? Tại vì sao văn học hơi sáng ấy. Chiếc xuất nó ghi là TLF. Chiếc xuất. Ồ, đỉnh đỉnh. Chiếc xuất. Chiếc xuất. Nhà có gì ăn không bạn ạ? Không có gì ăn. Ừ, biết đâu ạ. Nào nào con điên của bạn. Đây. Thế hai số không thường nhau đúng không? Ừ. À. Thế là tài cực quyền. Ai đánh? Tao đánh. Không phải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Xong rồi. Quay xong rồi. Quay xong rồi. Buổi tối hôm đấy thì mình đến quán cơm Mậu Dịch, là một quán cơm nhà miền Bắc, để gặp một người bạn khác sắp đi du học của mình. Xin giới thiệu với mọi người, đây là người bạn của tôi, người bạn học cùng với mình từ lớp 1 đến lớp 12. Bằng một điều kỳ diệu ở đấy mà chúng mình đã học cùng nhau 12 năm trời. Thực ra là mẫu giáo còn cùng trường thôi. Cùng trường khác lắm. Mày hay mặc váy. Ừ, xong bây giờ lớn lên nó không mặc váy nữa. Đấy, hôm nay mình đã được bạn mình tặng xanh. Nó tặng mình hai quyển này, trời ơi, thế luôn. Mình đã nhìn hai quyển này rất là nhiều lần, mọi người review rất là nhiều lần. Chưa bao giờ thử, nhưng mà cuối cùng là bạn đã phải thử. Mọi người hay đọc quyển này xong hay drop giữa trường mà, tại vì mọi người cứ bảo nó khó hiểu. Ừ. Xong mọi người bảo là mình được cái vấn đề mới đọc ấy, nhưng mà không phải đâu. Hello mọi người, nếu như mọi người ở Hà Nội thì chắc là mọi người cũng biết là ngày 1 tháng 10 là ngày hôm nay này, là một ngày diễn ra concert của Vũ ở nhà văn hóa Thanh Xuân. Và mình đã đặt vé cho 3 người bọn mình để đi vào ngày hôm nay cách đây hơn 1 tháng rồi. Và đến ngày hôm nay thì trời ơi mọi người ơi, trời nó mưa dã man luôn ấy, kiểu vì tại vì đang bão mà. Buổi sáng 3 ngày hôm nay thì trời nắng rất là đẹp nha, nhưng mà đúng cái giờ
diễn sắp giờ diễn rồi là 8 giờ ấy thì nó mưa rất to và mình đang rất là hoang mang, mình không biết là mình nên làm gì đây, bởi vì là sân khấu nó sẽ là sân khấu ngoài trời và kiểu còn có cả sét đánh nữa chứ. Nên là kiểu cũng hơi rén. Đấy thì mình đã mua sẵn một cái áo mưa mặc cho mình. Đây rồi. Bởi vì là mình xem cái bài post ở trên page của Vũ có ghi là không được dùng ô, bởi vì nó sẽ che khuất tầm nhìn của người khác, nên chỉ được mặc áo mưa thôi. Xong kiểu đi quẩy concert mặc áo mưa ấy mọi người, thế là mình sẽ không có những cái thước phim đẹp đẹp như mình tưởng tượng nữa. Đấy, thế nhưng mà bây giờ đã là 6 giờ 45 phút rồi và 8 giờ nó sẽ bắt đầu, cho nên là chắc là mình sẽ phải đi luôn. Mày chào em à? Yêu đến người yêu đưa đi á. Ừ, không biết đây không. Mày không muốn yêu ra có người yêu mà mày. Không, người yêu em không đi được. À ừ. À ừ. Ok. Đang đối với hành tinh song song, tôi luôn mong rằng vẫn sẽ luôn có một tồn tại ở thế giới song song khác với hiện thực mà mình đang sống. Mong rằng ở một hành tinh nào đó, tôi và cô ấy sẽ hạnh phúc bên nhau. Và hiện tại, với thời điểm này, 1 vạn năm, thời điểm mà ta hồi tưởng về quá khứ, ước rằng những vụ vợ trong tình yêu ngây thơ sẽ còn kéo dài mãi, sẽ còn dang dở. Sẽ mãi là phút ban đầu của mùa đông kiếm em. Sẽ mãi là những sương mù đầu nói những người yêu em. Và hãy yêu nhau thêm 1 vạn năm. Chỉ muốn có một cách duy nhất để trả ơn các bạn, đó là mình sẽ hát thật nhiều bài hát vào ngày hôm nay. Anh ơi không sao đâu. Em biết là chiều cao anh em mình như thế này thì anh đi một con boost là cao. Là anh em bằng nhau ngay. Em sẽ đi một con giày thấp. Vâng, và sau khi gieo cái niềm hy vọng đấy cho chất Chesty thì đây, cái đôi boost và có thể nói là không còn gì để có thể độn lên cao hơn. Mời mọi người chào đón từng nghệ sĩ một. Cách mà mọi người vỗ tay, cách mà mọi người hát theo, tôi tin là mọi người đã làm cho người trở thành người đàn ông hạnh phúc. Và đó là một vài thước phim trong tuần vừa rồi của mình. Mình hy vọng khi xem những video này, mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ và cũng như là trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống của mình hơn. Bởi vì được sống, được thức dậy mỗi ngày đã là một điều tuyệt vời nhất mà hôm nay mình có được rồi. Thế nên mỗi ngày thức dậy, hãy vẽ cho tuổi trẻ của mình những câu chuyện thật vui nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và hẹn mọi người vào video của tuần sau nhé.